con phải hiểu. Em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người ơi đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người nuôi dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ làm con phải hiểu. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Phải hiểu. Em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người ơi đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người nuôi dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ nguồn làm con phải hiểu. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Uống nước nhớ nguồn làm con phải hiểu. Em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người ơi đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn,
xảy ra. Người ơi, làm người ở trên đời, nhớ công người nuôi dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, ai mà có ta. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu công cha. Kính thưa quý vị, thấm thoát mà đã đến ngày lễ báo hiếu Vu Lan. Năm nay chúng mong quý vị có được cơ duyên trở lại vùng biển Tây Thiên Westport để tham dự đại lễ Vu Lan. Thì nơi đây cũng giống như những năm rồi, chúng có rất nhiều Phật tử và các chư tăng tụ họp về đây để tham dự đại lễ Vu Lan báo hiếu. Và thưa quý vị, có thể nói năm nay là một năm thầy nói là tổ chức rất là hoành tráng và nhiều Phật tử về đây cũng như Tuyết Phong nói. Và bên cạnh đó thì mình có rất là nhiều công trình vừa mới hoàn thành xong, và trong tương lai thì thầy cũng nói có rất là nhiều công trình sẽ dự định sẽ hoàn thành trong tương lai. Năm nay cứ phân thấy những năm trước thì cũng có văn nghệ, cũng có đầy đủ chương trình, và đặc biệt là các công trình thì mình thấy ngày càng nó hoàn tất hơn. Pháp xá hoa sen thì Phong thấy năm nay các thầy vào ăn trưa được, những năm trước thì nó chưa có hoàn tất xong. Trở lại năm nay thì cảm thấy như thế nào? Thầy nói là năm nay thì trở lại thấy khác đã rất là nhiều, và nhiều công trình thầy cũng đã hoàn thành xong. Mà thầy nghe nói là trong tương lai thì thầy sẽ có một cái tượng Phật sẽ hoàn thành trong cuối năm nay. Và sau đây xin mời quý vị cùng Đức Phong và Thanh Thủy theo dõi một phóng sự về đại lễ Vu Lan báo hiếu năm 2018. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi, làm người ở trên đời, nhớ công người nuôi dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu công cha. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên chư tôn đức tăng và chư tôn đức ni, chúng con là các gia đình hương mẫn được phép của hòa thượng Điện Chủ cũng như thượng tọa trụ trì và chư tôn đức cho phép chúng con đến đây để tham dự khóa an cư của chư tôn đức và các cung giao duyên của quý Phật tử. Nhưng con xin được sám hối trước chư đại tăng, bởi vì duyên không đủ cho nên chúng con không được đến ngay giây phút ban đầu, mà cho tới ngày hôm qua lúc 11 giờ rưỡi khuya hôm qua chúng con mới được đến đây. Và trước tiên chúng con xin được vấn an sức khỏe trên chư tôn đức tăng cũng như chư tôn đức ni, và chúng con cúi đầu xin chư tôn đức cho phép chúng con được theo sự tu học của chư tôn đức gia nhập vào đại chúng để cùng tham dự những ngày tu còn lại. Ngưỡng mong trên chư tôn đức thì từ quan hỷ cho con được nương tựa vào sức mạnh tâm linh của chư tôn đức để làm hành trang trên bước đường tu nhân học Phật. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát tất cả chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa đại sư, tôi xin được ghi nhận lời thật đạo của thượng tọa, và cũng có biết rằng có một thực sự ở mỗi địa phương trong mùa an cư này cũng có một cái vấn đề khó khăn đi, thì thượng tọa cũng muốn nhưng mà thì là tranh thủ để qua đây thăm những ngày còn lại thế này cũng quý.
Nam mô A Di Đà Phật. Trên quý chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa cùng chư đại tăng đã quan niệm, cho phép con được nhập chúng, con xin đây đòi đảnh lễ cúng dường tam bái. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Ngược bái bạch chư tôn thiền đức. Nhưng mùa an cư trong mùa hạ, mùa vu lan, báo hiếu của người đệ tử Phật lại về. Trong lần khóa tu gieo duyên xuất gia ngắn hạn và an cư 10 ngày, được sự thương tưởng của chư tăng khắp nơi đã nhận lời và thương tưởng thượng tọa khóa chủ. Về tại tu xứ Cúc Lâm và Tây Thiên để thúc luyện thân tâm, tu học và hướng dẫn đại chúng gieo duyên xuất gia tu học. Hôm nay những ngày báo hiếu lại trở về, Bổn Từ và chúng con tổ chức đại lễ báo hiếu phụ mẫu trọng ân. Giờ này đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con y pháp thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn thiền đức quang lâm pháp đường để cử hành đại lễ báo hiếu vu lan.
Bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Dù mai này mẹ hiền có mất đi như đó không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, như đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ, mẹ là lon mía ngọt ngào, mẹ, mẹ là nai chuối buồng câu, là tiếng dê đêm
một chiều nào đó anh về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu rồi nói với mẹ rằng mẹ có biết hay không, biết gì, biết là con thương mẹ không. Đó hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh, đó hoa màu hồng vừa cài lên áo xin em hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng đi. Dòng suối diêu hiền, mẹ mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Là lon mía ngọt ngào, mẹ mẹ là nai chuối buồng câu, là tiếng dế đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Một chiều nào đó anh về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu rồi nói với mẹ rằng mẹ ơi mẹ có biết hay không, biết gì, biết là con thương mẹ không. Đó hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh, đó hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em, thì xin anh, thì xin em hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng đi. Tấm lòng về lễ táng Tam Tôn, chúng con gửi trọn tâm hồn trong ngày lễ hội Lan Bồn hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Kính bạch Chư Tôn Tịnh Đức Tăng Già, kính thưa quý thiện nam tín nữ Phật tử, phàm sinh ra trong cõi đời này, chúng ta ai cũng phải thọ nhận bốn ơn nặng, đó là ơn cha mẹ sinh thành, ơn thầy bạn dạy dỗ, ơn quốc dân bảo hộ, và cuối cùng là ơn tất cả mọi loài chúng sinh.
Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, trong không khí trang nghiêm của Pháp hội Vu Lan hôm nay, chúng con kính xin đại chúng đồng khởi thân dành một chút, một phút để tưởng nhớ những ân nặng mà chúng ta đã thọ nhận, nhất là nhớ tới hai đấng sinh thần mà đã có công nuôi nấng dạy dỗ chúng ta để có được ngày hôm nay. Ngày hôm nay con nhớ lời Phật dạy ngàn xưa, phải ghi nhớ ơn Tam Bảo giúp đời độ sinh, niệm trọng ơn cha mẹ cụ lão, ơn quốc gia dân tộc bao đời, ơn chúng sinh muôn loài muôn vật, mọi thứ ân ta cần ghi lòng, phải biết ơn sâu nặng của thầy đã khai minh huệ trí ta bao điều tốt lành. Nam mô thập phương vô lượng chư Phật, Nam mô thập phương vô lượng Bồ Tát, Nam mô thập phương lịch đại tổ sư, con xin nguyện luôn đáp đền thứ ơn. Vang vọng nơi đây khúc nhạc thiền, quyết lòng tu niệm giúp trần duyên. Hình bóng chư tăng là biểu tượng, chúng sanh quy ngưỡng chủng phước điền. Vu Lan trở lại khắp mọi miền, lá vàng rơi rụng trước sân hiên. Hướng về Tam Bảo xin nhất niệm, chí thành gửi trọn tấm lòng thiên. Giờ đây, trong không khí trang nghiêm của buổi lễ Vu Lan thắng hội, trước bảo tọa oai quang, phủ phục trước hình ảnh uy nghi của chư tôn đức tăng ni trong màu hình y rực rỡ, chúng con xin thay mặt ban tổ chức cung kính giới thiệu về tham dự ngày lễ Vu Lan hôm nay dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Tuệ Minh, Viện chủ Chùa Vô Ưu, Hoa Kỳ. Hòa Thượng Thích Lưu Thanh, Chùa Trúc Lâm, Việt Nam. Hòa Thượng Thích Minh Nghĩa, Viện chủ Chùa Giác Nguyên, Việt Nam. Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, Viện chủ Tu viện Trúc Lâm, Tây Thiên, Canada. Ni trưởng Thích Nữ Lưu Phong, Việt Nam. Cùng 140 chư tôn đức tăng ni và hơn 600 giới tử tham dự khóa tu xuất gia gieo duyên khắp từ Á Châu, Úc Châu, Âu Châu và các tiểu bang tại Hoa Kỳ và Canada, đặc biệt là quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự buổi lễ Vu Lan hôm nay. Mẹ tôi khóc với tôi những lúc tôi buồn, ném với tôi cay đắng tôi hơn. Lúc tôi cười mẹ còn vui hơn, cả cuộc đời của mẹ là con. Mẹ tôi bước với tôi những bước chân đầu, anh tôi đâu mẹ gấp trăm lần. Lúc tôi cần là mẹ bên tôi, lớn khôn rồi ngỡ còn trong nôi. Mẹ ơi con lớn lên giữa một vòng tay, nhưng yêu thương con chưa một ngày. Lúc vui buồn của một phút con trai, mẹ là cha mà con mơ tìm thấy. Mẹ ơi bao tháng năm vất vả ngược xuôi, cho hôm nay con hát giữa mọi người. Sau ánh đèn con chỉ có mẹ thôi. Cảm ơn mẹ
hy sinh cả cuộc đời. Lúc tôi cười, mẹ còn vui hơn cả cuộc đời của mẹ là con. Mẹ tôi bước với tôi những bước chân đầu, mẹ tôi đâu mẹ gấp trăm lần. Lúc tôi cần là mẹ biết tôi lớn khôn rồi với con trong nơi. Mẹ ơi, con lớn lên giữa một vòng tay, những yêu thương con chưa thiếu một ngày. Lúc vui buồn của một đứa con trai, mẹ là cha mà con mơ tìm thấy. Mẹ ơi, bao tháng năm cho hôm nay con hát giữa mọi người, sau ánh đèn con chỉ có mẹ tôi. Cảm ơn mẹ hy sinh cả cuộc đời. Kính bạch Chư Tôn Đức và kính thưa toàn thể quý vị, mùa Vu Lan năm nào chúng tôi cũng cảm thấy bồi hồi xúc động, vì là cái mùa gợi nhớ ơn đức sinh thành của cha mẹ. Đó là một trong những trọng ân mà phàm là người con Phật luôn luôn phải ghi nhớ. Kính thưa quý vị, khá xúc động trước hình ảnh mà nhìn ra Đức Phật qua những lời nói để chúng ta tưởng niệm đến mùa Vu Lan báo hiếu, gương hiếu hành của Đức Đại Hiếu Mục Kiền Liên, gương hiếu hành của Đức Tôn Giả Xá Lợi Phất. Đó là tấm gương cho hàng hậu học của tất cả chúng ta và cho Phật tử. Mỗi một người sinh ra trong một kiếp là chúng ta đã có đấng sanh thành là cha mẹ, hà hố là trải qua vô lượng vô số kiếp luân hồi, cho nên chúng ta đã có không biết bao nhiêu những bậc đã sanh thành ra ta và nuôi dưỡng ta, dù là ở trong cái kiếp thú. Chúng tôi thấy rằng nếu mình mà không cảm xúc trước cái ngày lễ hội, thì có lẽ đó là sự kiềm nén. Bởi vì làm con ai cũng thấy rằng mình đều có lỗi. Có lỗi là bởi vì khi lớn lên có thể chúng ta đi tu, có thể chúng ta đi theo cái tiếng gọi của quê hương, đi theo tiếng gọi của tình yêu, của những lý tưởng riêng mình, mà nhiều khi mình không có thì giờ để nhớ đến những người thân yêu của mình. Có thể là 5 năm,
có thể là 10 năm, có thể 30 năm. Rồi một khi mình có cơ hội được nhớ đến thì nó khá muộn màng. Trần Trung Quân có một bài thơ mà tôi mới vừa ngâm cho quý Phật tử nghe ở trên chánh điện. Bây giờ giữa đại chúng trên có Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đức Tăng Ni, con xin được phép ngâm lại bài thơ này để như thổn thức về tình của cha mẹ. Con sẽ không đợi một ngày kia khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc. Bởi dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ. Con khắc khoải trước thời gian khắc nghiệt trải qua cuồng theo tuổi mẹ già luôn. Mỗi ngày qua con cảm thấy bơ vơ, ai níu nổi thời gian, ai níu nổi. Con mỗi ngày một lớn lên, mẹ mỗi ngày thêm già cỗi. Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn. Con sẽ không đợi một ngày kia khi mẹ mất đi, có người cài cho con lên áo một bông hồng trắng, mới thảng thốt nhận ra mình mất đi. Bởi mẹ con đó là như đang cài cho con một hoa hồng thắm. Hoa đẹp lắm, cớ sao lòng hoảng sợ. Con ra đi 10 năm, 20 năm, 30 năm xa vòng tay của mẹ, sống tự do như một cánh chim bằng. Con đã làm thơ cho đời và cho biết bao người tình yêu dấu, nhưng có bao giờ ta làm thơ cho mẹ ta không? Có những bài thơ chất ngất trong lòng, đau khổ chia lìa, buồn vui hạnh phúc. Rồi có những bàn chân dẫm nát trái tim ta độc ác, nhưng cứ đêm đêm về ta vẫn làm mê thơ. Ta quên mất thềm xưa, bóng mẹ vẫn ngồi chờ, giọt nước mắt già nua không còn ứa nổi. Ta mê mải theo bàn chân rong ruổi, đôi mắt mẹ già vẫn thầm lặng dõi sao. Khi ai đời đắm ứa máu bàn chân, mấy kẻ đi qua, mấy người dừng lại. Ôi mẹ già cách xa ta đơn thế, sao ta vẫn vô tình, ta vẫn thản nhiên. Rồi có lần ta dần chân trên phố, ngã nón đứng chào xe tan qua ngõ. Ai mất mẹ sao lòng ta hoang sợ. Tiếng khóc kia bao lâu nữa của mình, cho nên bài thơ này con xin thắp một bình minh lên đời mẹ bao năm trường
tâm tôi. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, cho nên mình còn có cha có mẹ thì đừng làm cho mẹ mình khóc, xin đừng làm nước mắt trên mắt mẹ nghe không, bởi vì làm cha làm mẹ ai cũng đều là ban cho con cái tình yêu thương mà Phật ca ngợi như là Bồ Tát, là cho đi không đòi lại bao giờ. Thành thử dù là chúng ta vẫn còn cha mẹ hay chúng ta đã mất cha mất mẹ, chúng ta cũng nên nhân ngày Vu Lan có những giây phút ngậm ngùi tưởng niệm qua hình ảnh của một đóa hoa hồng, hoa hồng trắng hay hoa hồng thắm, để hãnh diện là mình còn cha còn mẹ, hay mình bồi hồi nhớ đến ơn đức sinh thành. Dù ở chín suối, dù ở một cái nơi nào đó xa vắng, nhưng mà chắc chắn trong cái sự giao cảm, cha mẹ chúng ta vẫn nhận được cái năng lượng từ nơi chúng ta, mà họ ở nơi đó vẫn cảm thấy hạnh phúc. Con xin được chấm dứt cái lời chia sẻ. Cầm tích trưởng dò đường bia ngục, nghe xa xa gió lắm gọi u minh, thật tình yêu đã hơi màu hồng, có tìm mẹ khắp nẻo đường soi tiếng tội dương đang than không trên là tiếng
tám luân hồi. Chưa cảm thương tâm già bằng tầng thêm ba nát tơi bời. Ôi nước mắt của chúng sanh từ thiên và kỳ sao vẫn còn mãi mãi tu rơi. Kinh Phạm vọng có câu: giới như minh nhật nguyệt, diệt như ánh lạc châu, di trần bồ tát chúng, do thị thành chân giác. Hãy mau mau trở về với nếu lão người chúng tôi xin được đại lao chư tôn hòa thượng và xin được thay mặt cho toàn thể chư tôn tịnh đức nơi đây rất là khâm khen lòng hộ trì của toàn thể quý Phật tử đã cùng chúng tôi từ các châu lục, từ các nơi về đây để cùng nhau đồng tu và cùng nhau xây dựng nên cái chốn tịnh độ Tây Thiên này mỗi ngày thêm được trang nghiêm thanh tịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Các Đại Chứng Minh. Cung kính bái bạch hiện tiền chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni. Kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử đồng hương xa gần cùng trở về tu viện Tây Thiên. Và thưa đại chúng và quý vị tham dự khóa tu xuất gia gieo duyên, hôm nay là ngày thứ năm rồi, thì thời gian chúng ta chỉ còn có 5 ngày nữa, và chúng ta hãy tận hưởng những giây phút mà chúng ta đang có được, là chúng ta được ngồi dưới chân Đức Thế Tôn và đọc lại những lời giáo huấn của Ngài. Và những lời kinh đó nó thấm vào trong tâm khảm của chúng ta. Những Phật tử mà về đây phụ trợ với quý Thầy như vậy là tất cả đều cùng một cái tâm nguyện với nhau, là muốn duy trì những hình ảnh Phật Pháp, đặc biệt là Phật giáo Việt Nam ở tại xứ người, mà quý vị không quản ngại công sức cũng như tài vật đóng góp vào đây. Và quý vị thấy năm ngoái mình đến đây, Pháp Xá Liên Hoa còn đang sử dụng cho các vị cư sĩ tạm trú ở. Và năm nay quý vị trở qua thì hai dãy cư xá đã hoàn thiện. Và như vậy thì cũng như là tất cả những gì quý vị thấy đều là sự đóng góp rất nhiều của quý Phật tử xa gần khắp nơi. Ở nơi đây chúng ta có thể nói mỗi năm mới gặp nhau đông đủ một lần như thế này. Thì con xin nhân cơ hội này một lòng thành kính hướng về trước chư tôn đức tăng ni đã thương chúng con mỗi người mỗi vị một lời kinh tiếng kệ, một tâm niệm an lành cầu nguyện cho công trình của chúng con, và đặc biệt quý đồng hương Phật tử thiện tín xa gần đã cùng nhau góp sức góp công để mà Tây Thiên mỗi ngày mỗi thêm đẹp. Đẹp ở đây không phải chúng ta chỉ muốn cái hình tướng bên ngoài, mà chúng ta muốn
trước hết là giới thiệu cho người phương Tây, kế đến là duy trì những gì mà văn hóa Đạo Phật Việt Nam ở tại xứ người, mà con cháu chúng ta sẽ là những người phải hiểu nó và phải tiếp tục duy trì. Và đó chính là tâm nguyện của chúng con, mà chắc có lẽ quý Phật tử xa gần đã cùng một tâm nguyện như vậy, cho nên lúc nào cũng sát cánh với chúng con trên tất cả mọi công việc. Con xin biết ơn tất cả các thân chị. Kính thưa đại chúng, đây là ông Daryl, là kiến trúc sư, và ông sắp về hưu rồi. Nhưng mà may mắn là khi có quà gặp ông thì ông nói là ông chưa bao giờ làm một công trình gì liên hệ tới tâm linh, và đây là lần đầu tiên ông được chung sức làm việc. Và khi những lúc ông chở Pháp Hòa từ ở phố lên đây, trên đường đi thì cũng trao đổi những cái tâm tình và những cái tâm nguyện với nhau. Và nhờ như vậy ông càng hiểu Đạo Phật nhiều hơn. Ông càng hiểu những cái công trình mà chúng ta làm không phải để là phô trương những cái tiếng tâm của mình, mà chỉ nhằm một mục đích là hoằng pháp lợi sinh. Cho nên ông không phải chỉ làm cho cái công việc đời sống của ông, mà ông còn đầu tư cái tâm của ông vào trong công trình này. Và ông nói rằng có thể công trình này chính là công trình cuối trước khi ông về hương. Và
làm con phải hiểu em
em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người ơi đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người nuôi dưỡng, đó mới là hiền nhân. Thank you.
quả như Hồng Tả Đạo chẳng sai. Không. Có giả tâm muốn chiếm đoạt Long Ngai. Không. Quân sĩ Dương Cung Tiễn lắp tên hạ xa. Không. Lô kim đánh này từng giàu tớ ra sanh từng dòng ngang rất anh hùng. Thì có lấy đâu kiến sợ trước quyền quy của bệ hạ ban truyền. Nếu không vì dân sơn thì kẻ này đây đâu xuống lấy hoa tiền. Trời cao sao đặt chúng tôi chia đời vì quân báo chàng trốn tính là sự thật thì nàng hãy đến ngay trận trung ương mà trừ Dư Hồng Tả Đạo. Đau đuối sắc rồi khó thể về chân, xin khai thầm nỗi mơ mong cho con vào trong tình dưỡng rồi sẽ lên yên. Cả tiếng kêu bơ hỡi lưu nương hãy tỏ ra khi phách anh hùng đủ gian sang địa gian tên tuổi. Giờ là nghệ sĩ Hoàng Đăng Khoa, anh là một nghệ sĩ được mời từ Việt Nam qua. Thưa anh Hoàng Đăng Khoa, thì trước tiên thì anh có thể chào đến quý khán giả rồi. Lời đầu tiên, cho phép Khoa xin được gửi lời chào đến tất cả quý khán giả ở tại Canada. Edmonton, lời chào trân trọng nhất. Thưa anh Khoa, thì anh là nghệ sĩ của đoàn cải lương nào ở Việt Nam anh? Hiện nay thì Khoa đang cộng tác cho đoàn cải lương từ Cổ Quỳnh Long và đi lưu diễn cùng đoàn tại ở Việt Nam. Okay. Yeah. Thì đây là lần đầu tiên anh đến Edmonton này hay là lần thứ mấy anh tới đây? Dạ, đây là lần đầu tiên Khoa đến với Edmonton cũng như đến với Canada và đến tại chùa. Thì trong khóa tu này thì thật sự là Khoa học rất là nhiều niềm tin cũng như là nhiều niềm vui khi mình được học hỏi và chia sẻ. Thật sự là không chỉ là người ở Edmonton mà tất cả những người ở Canada lúc nào cũng dành cho mình nhiều niềm tin và nhiều niềm vui, luôn giúp đỡ khi mình qua đây, khi mình cần những
ví dụ là đi tới đi lui hay là những phương tiện là luôn giúp đỡ mình, rất là nồng hậu và nhiệt tình. Dạ. Và quý vị biết không, anh Đăng Khoa này mới trình diễn một tiết mục Một Kỳ Liên, thì phải nói tiết mục của anh rất là đặc sắc và khán giả rất là thích, rất là vỗ tay rất là nhiều. Thì cái tiết mục này anh tập rất là lâu hay là khoảng bao nhiêu? Đây là một tiết mục mà khi mà vào lễ Vu Lan thì anh Khoa luôn lúc nào cũng trình diễn cho bà con tại Việt Nam. Thì hôm nay lại được hạnh phúc và được trình diễn cho bà con tại Thiền viện Trúc Lâm với Thiền viện Tây Thiên với trích đoạn Một Kỳ Liên Tìm Mẹ. Vì phải vào quá trang để đến với trích đoạn cái lương kế tiếp nên không thể nào chụp hình cái đó được. Một tí nữa đây thì sẽ đến với mọi trích đoạn cái lương Giang Sang Mỹ Nhân của Sơn Trẻ Bạch Mai. Thì quý vị khán giả biết không, giọng của anh Khoa này hát rất là hay và nó rất là ấn tượng. Thì trong tương lai anh có dự tính sẽ tới đây nữa không anh? Dự tính là sẽ tới trở lại Thiền viện Tây Thiên cũng như là của thành phố cũng như là thủ đô Canada. Thì Tết này thì Khoa sẽ có hai xuất diễn tại Vancouver và Toronto cùng với nghệ sĩ Khánh Tâm cũng như tất cả những nghệ sĩ Việt Nam qua. Thì em hy vọng là trong tương lai anh có nhiều chuyến diễn ở nước hải ngoại hơn. Khoa cảm chúc anh thành công cũng như là vui vẻ hơn trong cái sự nghiệp của anh. Khoa cảm ơn rất nhiều. Khoa xin được cảm ơn khán giả của Canada cũng như là khán giả của Edmonton đã dành cho Khoa nhiều tình cảm trong những ngày vừa qua. Cảm ơn anh Khoa rất là nhiều. Thưa vị, đứng bên cạnh Trúc Phong đây là nghệ sĩ Khánh Tâm đến từ Việt Nam. Và nghệ sĩ Khánh Tâm trông rất là trẻ và rất là dễ thương. Lần đầu tiên Trúc Phong được nghe giọng hát của nghệ sĩ Khánh Tâm và hát rất là hay. Và đóng Lưu Kim Đính giải giá Thọ Châu Thành phải không? Rồi bây giờ em có thể là chào khán giả Vietbest TV. Khánh Tâm xin kính chào quý vị khán giả tại Vietbest TV. Chào chân thành và trân trọng. Khánh Tâm ơi, em có bao nhiêu năm trong nghề rồi mà sao em diễn rất là ăn khách vậy? Em tập và học diễn bắt đầu bước lên sân khấu là năm 16 tuổi cho đến bây giờ em 20 tuổi rồi, tức là em có 4 năm. Năm trong nghề mà quý vị thấy cô diễn rất là kinh nghiệm. Đây là lần đầu tiên em đến Canada phải không? Đây là lần thứ hai em đến Canada. Nhưng mà đến tu viện Tây Thiên là lần thứ mấy? Lần thứ nhất. Đến tu viện Tây Thiên là em đến lần thứ nhất. Trong tương lai là chắc em cũng phải trở lại đây lưu diễn rồi, bởi vì khán giả rất là thích Khánh Tâm hát cái lương. Riêng Tiết Phong cũng ái mộ giọng ca của Khánh Tâm. Thì xin chúc cho Khánh Tâm trong tương lai còn đạt được rất nhiều thành công trên bước đường tương lai. Và em có lời gì chào khán giả Vietbest TV? Em cảm ơn chú anh, em cảm ơn những lời khen của chị. Em cảm ơn những tình cảm thân thương của quý vị khán giả tại Canada cũng như tại Edmonton đã dành cho em. Em cảm ơn tất cả mọi người. Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Dù mai này mẹ hiền có mất đi như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không như đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mặt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Năm nay thì mình ước tính là khoảng 2.000 hộp. Dạ thưa thầy nói là 2.000 cái thì mình nhưng tính mà mình chuẩn bị trước đó có lâu chuẩn bị hai tuần trước ngoài kia keo gari giúp mình họ phát tâm họ phát tâm chút xíu chị ơi. Dạ nấu ở từ nhà họ mang về đây chứ không phải nấu ở tại đây, thì cái keo ri nấu ở đây chỉ cơm nấu ở đây và thức ăn thì nấu từ keo ri thôi bác nè.
đưa em nhận em đưa cho hai anh này luôn đi. Tàu hủ chiên và các món xào một cộng với một cái bánh ngọt vậy thôi. Giống như mọi năm yeah, chứ ha? Cũng giống như mọi năm. Yeah. Yeah. Ngon không biết là tùy theo người, thì mình cũng chưa biết. Yeah. Thì năm nay em Minh Tân chỉ có vô họp và giúp một giúp vô họp thôi. Mình hai phiên hả chứ hay là sao? Không, cái họ thì gia đình của một người họ phát tâm cũng cúng dường cho cái kho tù này trong cái ngày lễ Vu Lan này thôi. Thì xin anh, thì xin em hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng đi. Đây là món cà ri. Dạ, đây là món cà ri dê. Không, cứ để lửa đó để cho nó tan. Cà, dạ, cà ri dê. Dạ, món cà hiệu sake rồi. À, món cà sa, món này á làm phai môn sáp, phai tây, chân nấm và sake Việt Nam. Dạ, thầy Minh Phú ở bên Việt Nam luôn. Mà nấu cà ri này á là nấu bằng nghệ tươi, nghệ khô chứ không nấu bột cà ri. Đúng rồi. Dạ. À, cho 10 bình sữa ra này chứ này trăm lít không có cà ri đâu rồi cho 10 bình sữa nhanh lên 10 bình sữa cái này ở Việt Nam mình gọi là trái sake để nấu cà ri, còn ở bên Nhật nó làm rượu gọi là rượu sake. Cà ri hai nồi đó biết chính à. Cảm ơn thầy. Đó, thấy thầy giỏi vừa đó. Đó, thầy cũng chút thầy giỏi lắm mà nha. Hai là hai cái nồi cà ri này là 12 rồi đó. Mấy thầy là biết cà ri. À, không có thầy nào chịu trách nhiệm hết trơn á, mình nấu ra rồi ai ăn được thì cũng phải ráng ăn. Thôi từ từ nghe cũng thấy lỏng rồi. Dạ, không sao. Tôi chỉ thử một cái muối nướng này coi. Cái cảm nhận như thế nào mà cà ri này, cà ri này là không dùng nước cốt dừa, tại vì nước cốt dừa sẽ là nặng bụng và nó khó tiêu cho cái người dùng, cho nên mình chỉ dùng toàn bộ là sữa tươi. Trong nhà bếp thì bây giờ bên cạnh là hai nồi cà ri rất là lớn, phải thử cái nước cà ri xem. Giới thiệu đây là thầy Minh Phú. Thầy Minh Phú là wow, nước súp ngon quá nước. Anh nước súp ngon quá. Cái này là thầy thầy Minh Phú. Thầy Minh Phú rất là ngon. Thầy Minh Phú ở Việt Nam. Thầy Minh Phú đến từ Việt Nam hả? Thầy qua đây được bao lâu rồi thầy? Dạ qua 4 ngày rồi mai về rồi. Rồi mai thầy về lại. Dạ, nghĩa là quý Phật tử hôm nay là sẽ mời thầy chị đến chị nấu rồi cà ri. Để thưởng thức cái nồi cà ri này đó. Nấu 4 ngày nay. 4 ngày nay là thầy phụ trách nấu đây hết trơn á. Đó đó thầy nấu ừ rồi đó chưa? Ngoài cái món cà ri thì thầy còn cái đặc sản, món đặc sản nào? Ôi trời còn nhiều lắm nhưng mà thầy nói chưa có cơ hội. Mỗi ngày là sáng một món, trưa ba món, chiều ba món. Dạ, yeah. Dạ, là bốn ngày. Thầy ở Việt Nam là thầy ở chùa này? Dạ, chùa Tường Nguyên ở Sài Gòn. Thầy chủ trì chùa Tường Nguyên ở quận 4. Dạ. Qua Canada để làm thanh nuôi, nuôi cho đại chúng 1.000 người. Hôm nay Vu Lan bây giờ mình đang cái này. Chicago. Ủa thầy Chicago đến? Chủ trì chùa Bảo Hiền. Chùa Bảo Hiền. Thầy là thầy Thiện Bình ở chùa Bảo Hiền, chủ trì chùa Bảo Hiền ở Chicago. Thầy đến hôm ngày 31, đây được 6 ngày tu học với quán Tư Kiết Khả. Cũng như là thầy thích ở ấy mình tên là thầy qua đây là năm nay là năm thứ 3 rồi. Thầy bạn với thầy Pháp Hòa mỗi năm đều qua đây để tu học cùng đại chúng. Dạ, thấy công cảnh này thầy rất thích. Dạ. Nên mỗi năm thầy nhín thời gian qua đây 10 ngày để... Thì mỗi năm thì thầy thấy mỗi cái không quan cảnh khác đúng không? Rồi, mỗi năm đều phát triển mới và đúng nhiều rồi. Cái Phật sự thầy được phát triển rất là tốt. Dạ. Thầy thấy chúc mừng cho thượng tọa ở đây được. Dạ. Phật gia hộ cũng như Phật tử của quý mến về đây tụ tập đông. Dạ. Thầy cầu chúc Phật sự đây được sớm viên thành. Dạ. Cảm ơn thầy nhiều lắm. Mời chiều anh Kiều. Trời ngon quá, thơm phức.
Không ăn một buổi thôi đó cô, buổi chiều không á, nhưng mà còn nữa chứ không phải nhiêu đây đâu, đây nữa nè, về nấu cho buổi chiều ăn nè. À đây nè. Có mà không có món cái gì mắm, mắm mắm này con quê. Cô nè đưa ở đây quay rau ngon lắm. Đừng đứng vững lắm, đừng món món phọt. Cái này là buổi chiều. Vậy qua ngày sau ăn nữa hả cô? Vậy á, món khác nữa là người nấu nữa hả? Cực quá ha. Nhớ vậy đó, nấu mấy ngày 2-3 ngày. Cô lại 800 mấy. Nè quay gần đây đây, này là mắm chân nè. Đây là món mắm chân. Mắm chân này. Mắm chân là làm từ mắm đậu mà mắm đậu đem từ Việt Nam qua. Ai đem thầy? Ai đem? À, mấy thầy đem qua, thầy Phú đem qua. Mà năm nay nghe nói đồ ăn là đem từ Việt Nam qua rất là nhiều. Dạ, từ coi như từ rau cải này kia nọ, những cái đồ tươi, rau cải đồ tươi là đem từ Việt Nam qua, đóng thùng 40 thùng từ Việt Nam qua. Dạ. 40 thùng là của thầy không á, còn thầy Phú á, rồi tự mà ăn không bao lâu là hết không thầy? Ăn trong 10 ngày. Nhưng mà nhóm này chỉ làm có 5 ngày thôi. Nhưng mà đậu cho đi được hai. Đó cho đi hết. Và riêng bưởi da xanh là thầy đóng 2 thùng. Wow, bưởi da xanh là ngon lắm. Bưởi da xanh, tất cả bưởi da xanh chân ở đây là thầy đóng 2 thùng là 46 kg. Thầy đến từ Việt Nam. Thầy đến từ Việt Nam. Chừng nào thầy mới về? Thì xong cái khóa này ngày 11 thầy về Việt Nam trở lại. Yeah. Thầy ở chùa. Việt Nam là chùa nào thầy? Thầy là chùa Khánh Long ở Cai Lậy, Tiền Giang. Thầy đến đây dự khóa tu xong thầy trở về. Dạ, đến dự xong năm nào thầy cũng đến hay là đây? Năm nào thầy cũng qua bên đây để dự khóa tu này. Mắm này á là làm từ mắm đậu nè, tà hủ nè, nấm đông cô và chuối xiêm chín xay ra rồi bắt đầu trộn lại, nhồi lại rồi mới hấp lại, nêm nếm rồi mới hấp lại. Thì cái chuối xiêm á nó sẽ làm dịu cái mắm trở lại, nó không có cái chất mặn nhiều quá. Cái công đoạn công phu. Dạ. Nấm đông cô rồi này chứ phải xào lên. Một cái dĩ này á 3 tiếng đồng hồ. Mà bao nhiêu dĩ đây có 10 mấy tiếng đồng hồ. Chị quay đây là công đức vô lượng quay lên nè. Rồi, những cái sale mình dịch thắng một cái sale thôi. Năm nào cũng gặp. Bởi thầy nói ăn năm gặp lần.
Dạ, dạ. Nước đường đây, nước đường này. Đậu hũ đặc biệt nha. Ủa, ít thôi, ít thôi. Ít thôi, vậy thì mấy người có hơi hào lấy cái muỗng cho cái người đẹp thì ăn liền. Ok. À đây là nếu mà không có cơm thì không có chú này. Chú này phải nấu cơm cho mọi người để chúng ăn. Đây là sake đem từ Việt Nam qua. Để nấu vừa chiều nay nấu cà ri. Chế này hả? Là mình bẻ ra mình nấu. Cái thứ nhất là sake. Cái thứ hai nữa, muối. Muối qua giống chín. Dạ, dạ. Nó họ mít đó. Mà cái này là muối muối xương thì ăn cơm rất ngon. Cái này có thể làm thức ăn ngọt cũng được, nấu chè. Đó. Ok, vậy là chưa nấu muối. Đã chiên xong rồi. Chiên xong rồi. Đây. Tất cả nhà. Đây là lần đầu tiên phong trong đời. Thì nó hơi lớn hơn, cái này nó hơi nhô. Dạ, cứ mong thì có hộp, loại này không có hộp thịt không à. Mà lá sake thì công dụng để nấu nước uống. Lá sake khô. Rớt cái lá nó giống sao chị? Giống như là nó giống như là lá chân vịt vậy đó. Nó lá giống như lá đu đủ, na ná hơi hơi. Nhưng mà khi mà rớt ra rồi thì mình uống nó có thể trị được cơ tiểu đường, tùy theo cơ thể, cơ địa mỗi người họ, lọc gan đủ thứ. Cái trái này chắc mình mang từ Việt Nam nhưng mà thì cứ đóng thùng mang qua. Cái này như thì mình muốn mang qua phải không? Bé cái này phải thầy Minh Phú mang qua không? Đúng rồi. Cái này của Đại Đức Thích Minh Phú mang qua từ Việt Nam qua. Thích Minh Phú là Vinh Hậu Từ Thiện ở Việt Nam, là Phú Minh. Dạ. Nấu cà ri không hay là mình nấu? Nấu cà ri chung với lại gia vị, tàu hũ, rồi chung với cái nấm. Sáu giờ chiên cái giờ con chiên cái lạc hơi sáp, còn cái lạc chiên măng hay bông sáp. Mùn sáp hả? Dạ, ở Việt Nam mới có, củ rất là dẻo mà ngon. Mùn sáp. Nó củ nó dẻo ngon, nó dẻo rất là ngon. Dạ, sáng 6 giờ chiên tới giờ. Đâu ăn thử đi. Dạ khác, cái này là khoai môn sáp nha. Khoai môn sáp. Ăn thử đi, ngon lắm. Cái này là măng. Này măng tươi. Ốc bu, đúng rồi. Ngon lắm á, ốc bu này là ốc bu chiên. Dạ. Việt Nam qua luôn. Nóng lòng thường, Việt Nam qua luôn. Wow. Thấy này, thấy bú lên qua. Hầu hết những đồ không nhận biết này đó, từ Việt Nam mang qua. Từ bữa hổm tới giờ là 5 ngày là ăn đồ Việt Nam hết. Thầy Phú mang qua là 30 mấy kiện. Ủa sao thầy mang được nhiều vậy chú? Đóng thế, ở Việt Nam đóng thế hết ngàn mấy. Thì qua đây có đóng không chú? Dạ không, ở Việt Nam. Vậy là mình trả ngàn mấy, mình mang qua 30 mấy kiện. Làm thử quá mà ngon lắm. Thật tử nó ngon lắm. Dạ. 800 người ngày nào cũng 800 người. Kho Việt Nam á. Cái này mít kho nè quý vị, mà cái này cũng mang từ Việt Nam qua nữa. Mít nó mít kho rồi từ Việt Nam qua. Đây quý vị thấy không, mít này là mít non. Dạ, mít non đúng rồi. Mít sống mà mít non. Dear.
vòng lưng trên sông nhớ Lưu Nguyễn ngày xưa lạc tới đảo nguyên kia đường lên tiên kia nguồn hương duyên theo gió tiếng đàn sao duyên phim ta lưu luyến mây cung u huyền mấy cung chiều mến xeo mạn thuyền âm ba thoáng rung cánh đào rơi nào nào bầu sương khói phủ quanh trời lạnh xưa đó là cũng vẫn bờ sông này vẫn có những cánh sen thả trên nước rất là lát và quý vị thấy là cái hôm qua thì cũng có thả đèn ở đây mỗi hàng năm hàng giờ quý Phật tử đầy tụ rồi đó một cái đêm trước là lễ Vu Lan đó là họ đầy tụ rồi đây để thả những cái đèn sen lên trước đây. Chị biết không, giống trái cùng lụm cùng niệu. Đúng rồi, cái phong giống nó có cái màu giống như trái cherry vậy đó. Cherry chín không? Chị nghĩ là cái cây này phải cây thông không? Một trong hơi giống giống cây thông đó cái phong nhưng mà Thúy nghĩ là cùng một họ luôn đó. Cùng một họ. Có thể nói cái công trình người Việt Nam ở đây là mình cảm thấy rất là vinh hạnh là vì người Việt Nam mình cũng có một cái công trình lớn ở đây đúng không? Có một cái nơi mà để cộng đồng người Việt mình đúng rồi, không những Thuyết Phong đâu mà nhiều người rất là thích ra đây. Nhiều khi không có ra trong cái ngày những ngày lễ đó mình đến đây để mình tịnh tâm, mình hít không khí trong lành và đi bộ để đi thiền hành đó Thủy, thì cũng có rất nhiều người ao ước đến đây lắm. Nhưng mà vì thời gian nhiều khi cũng không cho phép cho nên Thuyết Phong cũng ít ra đây. Mỗi năm vào dịp lễ Vu Lan thì chỉ đến đây dự lễ và cũng ra đây để chiêm ngưỡng lễ bái Phật. Thiền viện Tây Thiên nói chung là nó không đơn giản như là một ngôi chùa Việt Nam nữa mà nó xem như là một cái kỳ quan dành cho tất cả mọi người, không những người Việt Nam mình mà những cộng đồng người da trắng hoặc gì họ đến đây mình cũng rất là hãnh diện bởi vì mình có một cái chỗ để đến đây chiêm ngưỡng lễ bái Phật và bên cạnh đó thì cũng để tham quan giải trí. Ba thoáng rung cánh đào rơi nào nào bầu sương khói